Em xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với cả kênh của Lương Âm Thanh. Bên em là một bên chuyên cung cấp các thiết bị karaoke gia đình và karaoke chuyên nghiệp. Thì ngày hôm nay là bên em có một đơn hàng gửi cho bác khách là ở An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ. Thì bác có lấy bên em đó là một con đẩy SLA 4.15 đến từ thương hiệu PS Audio và một con đẩy DB Acoustic D4.12. Và đây là hai cái dòng đẩy công suất lớn hàng cao cấp của hai thương hiệu nổi tiếng trên thị trường Việt Nam là DB Acoustic và PS Audio. Và đây là đơn hàng mà bác khách mang sang bên Đài Loan để kinh doanh phòng hát karaoke các bác nhé. Đây bác khách mang sang Đài Loan thì trước hết là em đã sẽ gửi cái đơn này về cho người nhà của bác khách ở Cần Thơ, và sau đó người nhà sẽ xách tay, sẽ đóng cửa hàng gửi sang bên Đài Loan, mang sang bên Đài Loan. Và em sẽ nói sơ qua về hai cái dòng đẩy này, quảng cáo qua hai dòng đẩy này trước khi mà tháo bao bì và bỏ ra ngoài. Đây là hàng nguyên đai nguyên kiện các bác nhé, hàng nguyên đai nguyên kiện, và trước khi gửi đi cho khách hàng thì bên em sẽ tháo ra và kiểm tra các hoạt động của nó, tất cả mọi thứ ok, hoạt động ổn định thì bên em sẽ dán tem bảo hành gửi đi cho khách hàng. Và trong lúc chờ nhân viên em tháo hàng nhé, thì em sẽ giới thiệu qua bên em lần nữa kỹ hài càng hơn là bên em chuyên cung cấp các thiết bị karaoke gia đình và karaoke chuyên nghiệp. Thì các bác có thể thấy trên giá hàng của bên em có rất là nhiều các thiết bị các bác nhé. Và đây là nhân viên bên em đang đóng hàng để kịp hàng gửi đi cho khách hàng vào ngày hôm nay này. Ở đây thì bên em có mic không dây, mic có dây đấy, đến từ nhiều thương hiệu khác nhau, nhiều hãng nổi tiếng khác nhau. Và ở dưới đó là vang cơ, vang số chỉnh cơ và nâng tiếng quản lý nguồn. Ở phía giá bên kia thì có cả đầu màn chọn bài karaoke này, đầu chọn bài, màn cảm ứng chọn bài. Và ở dưới thì nó có rất là nhiều các dòng vang số quản lý nguồn các bác nhé. Thì ngoài cái đấy ra thì bên em còn có cả cục đẩy nữa này, rất là nhiều các cục đẩy 2 kênh, cục đẩy 3 kênh, cục đẩy 4 kênh với các mức công suất khác nhau, tùy vào những cái người sử dụng với mục đích khác nhau, những người nào dùng gia đình này, những anh em đi làm sự kiện hoặc là những anh em làm phòng hát chuyên nghiệp, thì tất cả bên em đều có dòng đẩy để mà phục vụ đúng nhu cầu của mọi người. Và còn có những cái dòng loa full 30, loa full 40 và cục xuầm, cục trầm, cục súp, súp điện, súp hơi, rất rất là nhiều các mặt hàng các bác nhé. Bên em đã để cái con đẩy D4.12 ra ngoài và đặt lên bàn cân, và các bác có thể thấy nguyên máy của sản phẩm là nặng 22 kg các bác nhé, nặng khoảng 22 kg. Và ở đây là có lớp sơn đen tĩnh điện nhìn cực kỳ là sang trọng. Và ở phía trên bề mặt của sản phẩm nó sẽ có tem mác đầy đủ của nhà hãng. Và các bác lưu ý là bên em bán hàng chính hãng, thế nên về vấn đề tem mác và vấn đề bảo hành thì bên em làm rất là kỹ càng. Và ở bên sườn sẽ có tem bảo hành của nhà hãng các bác nhé, ở trên sườn, ở dưới mặt và ở đằng sau. Đấy, và cái con đẩy D4.12 này nó sẽ có thông tin công suất như thế nào? Thứ nhất, mỗi kênh công suất của nó ở chế độ 8 ohm Shite, đó là 800W mỗi kênh. Và khi mà các bác đánh những đôi loa ở trở kháng là 4 ohm thì công suất của nó sẽ là 1200W mỗi kênh. Con đẩy này sử dụng là nguồn xuyến các bác nhá, một loại nguồn cực kỳ là bền bỉ, đó là các cuộn dây đồng nó cuốn với nhau thành rất là nhiều vòng. Và nó sử dụng bộ mạch khuếch đại tín hiệu cờ lát H, đem lại âm thanh trung thực và hiệu suất làm việc cao, tránh bị nóng máy gây tổn thất điện năng. Và ở phía mặt đằng sau thì nó sẽ có các cổng đường ra và cổng đường nhận tín hiệu. Em sẽ chiếu ở đằng sau các bác nhé. Và nó sẽ có cả phần quạt làm mát ở mặt đằng sau nữa. Phần quạt làm mát nó sẽ làm ở bằng trong. Và đây là những cái tấm nhôm tản nhiệt các bác nhé. Tấm nhôm tản nhiệt rất là to, thế nên là trong quá trình hoạt động thì con này cực kỳ yên tâm, không bị quá nhiệt. Và đây là cái phần bao bì của nó này các bác này. Phần bao bì ở bên trong nốt lót rất nhiều lớp bìa nhé, và nó có cả lớp ni lông, lớp túi bóng như này để tránh ẩm mốc. Và đây là cái quyển thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng của cái dòng đẩy là D4.12. Thì em sẽ cho các bác xem ở cái phần công suất của nó. Ở cái phần công suất nó sẽ chung cho dòng đẩy là D4.02 và 4.12. Ở đây chúng ta sẽ quan tâm sang cái 4.12 các bác nhé. Là ở chế độ đánh như em vừa nói là để ở chế độ đánh 8 ohm Shite này, chế độ trở kháng 8 ohm, thì công suất đường ra của nó sẽ là 800W mỗi kênh đấy, nhân với 4 kênh. Và khi mà chúng ta đánh ở trở kháng là 4 ohm thì cái công suất đường ra sẽ là 1200W mỗi kênh. Và khi mà đánh chúng ta đánh ở chế độ cầu các bác nhé, đánh gộp ấy, khi mà chúng ta gộp hai kênh lại làm một, thì cái con đẩy này nó là dòng đẩy 4 kênh. Nếu mà các bác muốn chơi những cái dòng loa full, cái dòng loa súp đôi ấy, súp đôi bát 50 công suất lớn ấy, thì các bác có thể gộp hai kênh lại làm thành một kênh. Thì cái con đẩy này từ những cái dòng đẩy 4 kênh nó sẽ biến thành dòng đẩy 2 kênh. Và cái công suất đầu ra của nó sẽ là 2400W các bác nhé.
tổng công suất là mỗi hai kênh cộng lại là một sẽ là 2400W. Và ở dưới sẽ là một số thông tin về nguồn và kích thước của nó. Về cái kích thước của cái con 7D 4.12 thì các bác có thể thấy cái kích thước của nó là 612. Ở phần phía dưới sẽ là cái phần đóng gói, kích thước khi mà đóng gói, và phần trên là kích thước của nguyên máy là 48.3cm nhân với 46.2 và nhân với 89mm là cái độ dày, các bác có độ dày của nó là khoảng 9 phân các bác nhé. Size 2U đây là cái kích thước chung rồi, kích thước tiêu chuẩn chung. Và ở đây thì em sẽ lắp ráp nó với cả một con vang các bác nhé, để test cái chất âm và test cái hoạt động của nó. Ở đây thì em sẽ lắp ghép với cả con vang KM330 cũng đến từ thương hiệu DBA Acoustic các bác nhé. Và đây sẽ là một combo cao cấp của dòng DBA Acoustic. Đây là dòng vang số chỉnh cơ và dưới là con đẩy 4 kênh này. Và đây là cái con đẩy SLA 4.15 thì em đã tháo hộp ra rồi. Và sau khi em test cái con đẩy 4.12 thì em sẽ tiếp tục là cho cái con SLA 4.15 này lên bàn cân và để test máy và nói qua các bác cái thông tin của những cái dòng đẩy cao cấp này. Thưa các bác, ở đây cái phần lắp ghép em sẽ chiếu đằng sau nhé. Thì đầu tiên là kênh loa trái và kênh loa phải từ trên con vang em sẽ cho xuống kênh input A và kênh input B của con đẩy. Và cái phần da của loa súp ở trên con vang em sẽ đưa xuống con đẩy qua đường C. Và kênh 1, kênh 2 của con đẩy, kênh A và kênh B của con đẩy em sẽ để đánh một con loa full bass 30 đến từ thương hiệu PS Audio. Và cái con mà em hay cái con đẩy này hôm nay em sẽ làm bài test về chất âm và cái hoạt động, cái tính hoạt động ổn định của nó. Còn em sẽ không test về phần công suất. Thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi nhà, của mỗi người thì nó sẽ lắp vào những cái đôi loa khác nhau, kích thước khác nhau và công suất khác nhau. Thì một cái kênh của con đẩy này khi mà hoạt động ở mức công suất của nó thì nó sẽ đánh được một con loa full bass 40 các bác nhé. Một đôi loa full bass 40 thoải mái, bởi vì công suất của nó ra khi mà ở trở kháng 4 ôm là 1200W mỗi kênh. Ở đây thì hai kênh đường ra A và B thì em sẽ đánh một đôi loa full. Và ở dưới thì em sẽ đánh một đôi súp 50 các bác nhé. Một đôi súp 50 ở mỗi kênh. Ở mỗi kênh là một con súp 50 này. Và các bác có thể thấy ở cái phần đặt mặt đằng sau, ở cái phần giữa này nó sẽ có các nút gạt để chúng ta chỉnh giữa các chế độ đánh. Đó là đánh gộp hoặc đánh sitte hoặc đánh bara các bác nhé. Và các bác có thể nhìn theo cái sơ đồ ở đằng sau và các bác có thể gạt theo để chuyển chế độ đánh tùy theo nhu cầu sử dụng. Và ở phần dưới này em sẽ nói qua nữa, phần dưới này nó sẽ có cái series của sản phẩm này, cái mã series của sản phẩm, mã vạch quét ở đây các bác nhé, để các bác test cái nguồn gốc xuất xứ của nó và cái mã máy của nó. Ở đây nó sẽ sử dụng nguồn điện 220V, nguồn điện áp nó sử dụng là nguồn 220V các bác nhé. Những cái dòng đẩy cao cấp thì nó có thể chơi ở những cái mức trở kháng khác nhau. Và ở cái dòng D4.12 này thì nó có thể chơi ở cái dòng trở kháng 8 ohm và 4 ohm. Thì nếu mà các bác đi làm sự kiện sử dụng những cái dàn loa array mắc song song với nhau ấy, thì trở kháng nó sẽ tụt xuống vào khoảng 4 ohm. Thì cái con đẩy này vẫn có thể chơi được nha các bác nhé. Và các bác tùy theo nhu cầu sử dụng các bác và các bác chọn lựa cục đẩy. Ở cái dòng đẩy SLA 4.15 của PRIO thì nó có thể chơi xuống cả mức trở kháng là 2 ohm. Okay, cái con DB Acoustic này thì nó chơi xuống mức trở kháng là 4 ohm các bác nhé, với công suất đầu ra là 1200W mỗi kênh. Và ở đây thì em sẽ lấy nhạc từ trên con vang KM330 xuống qua đường USB các bác nhé. Và em sẽ bật cái bản nhạc bên em hay dùng để test loa là không có bản quyền. Và đầu tiên thì các bác hãy cho những cái đôi loa, những cái con đẩy của bác ấy xuống cái mức volume là thấp nhất, chiết áp và vặn về không, để tránh trường hợp là khi mà các bác thúc nhạc ở trên con vang thì ở dưới mà con đẩy này, ví dụ nó mà đang để ở mức âm lượng to nhất mà bác lắp vào những cái con loa với công suất nhỏ ấy thì nó sẽ bị cháy loa. Thì mình cứ cho hết về không để cho an toàn và mình sẽ vặn cái volume của cái con vang lên. Đấy, ở đây thì đã thấy có nhạc vào rồi, thì tức là đã có tín hiệu nhạc. Thì ở đây chúng ta sẽ vặn từng kênh của con đẩy lên một để test xem là âm thanh nó đã ra đều từng kênh chưa. Các bác nhớ vặn từng kênh một rồi tắt đi, rồi lại vặn từng kênh đến khi chúng ta kiểm tra được cả 4 kênh đều có tín hiệu rồi thì chúng ta sẽ vặn hết lên để nghe tiếng nhạc, để kiểm tra cái chất âm và cái kiểm tra cái tính ổn định của nó. Đầu tiên là kênh A các bác nhé. Ok, đã có tín hiệu này. Tiếp theo là kênh B này, kênh C này. Kênh C là loa súp các bác nhá, thế nên là các bác sẽ hơi khó nghe cái tiếng của nó khi mà em thu qua cái điện thoại. Cái phần loa trầm nó chơi ở những cái giải tần số rất là thấp, thế nên cái loa điện thoại thì nó thu vào rất là khó để các bác nghe thấy tiếng. Chúng ta phải có những cái thiết bị chuyên dụng thì mới có thể thu được cái tiếng loa trầm. Ok, và ở đây các bác xem cái phần tín hiệu nó nháy lên, nó đã có tiếng rồi các bác nhá. Và tiếp theo là kênh cuối cùng này. Ở đây thì em đang đánh
Ở kênh 3 và kênh 4 thì em đã để chế độ đánh tương tự, tức là em chỉ cần một dây tín hiệu từ trên con vang xuống kênh 3 thì cả kênh 3 và kênh 4 nó đều sử dụng chung một đường tín hiệu các bác nhá. Thế nên khi mà em vặn kênh C ở đây này thì cả hai đèn ở kênh 3 và kênh 4 đều sẽ nháy luôn. Ok, thì bây giờ cả bốn kênh đã đều có tiếng rồi các bác nhá. Cả bốn con loa đều lên tiếng rồi thì em sẽ vặn đều tất cả các kênh lên. Em sẽ cho volume trên con vang nhỏ xuống hết cỡ này. Vặn đều các kênh lên khoảng hướng 12 giờ các bác nhá. Và bây giờ em sẽ cho nhạc lên và các bác cùng nghe cái chất âm của nó các bác nhá. Ở đây ở trên con vang ấy. Ở đây trên con vang thì em đang để tất cả các nút chiết áp ở hướng 12 giờ, tức là chưa có căn chỉnh gì thêm về chất âm. Thì nếu mà các bác ở nhà mà các bác chỉnh thêm bass, chỉnh thêm mid, chỉnh thêm chép thì âm thanh nó còn hay hơn rất là nhiều các bác nhá. Ở đây là em muốn để là hướng 12 giờ để âm thanh ở con đẩy ra là nguyên bản nhất. Và ở dưới cái phần volume của con đẩy này thì loa full nó sẽ hoạt động khác nhau, mà loa full và loa bass nó sẽ hoạt động khác nhau, nó sẽ không cùng một mức volume đâu. Thì ở nhà các bác tùy theo cái công suất của loa mà các bác căn chỉnh sao cho loa nó vừa phải, tiếng nó sáng rõ và căng. Chính vì vậy thì em sẽ vặn từng kênh lên một để nghe cho cái tiếng khi mà chúng ta nghe cái tiếng loa full, hai kênh loa full nó đủ rồi thì chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ vặn cái phần loa bass này lên để cho nó vừa đủ nghe các bác nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ cho nhạc ra trước này, chúng ta sẽ vặn hai kênh loa full trước. Ok, và sau đó tiếp đó thì chúng ta sẽ vặn thêm cái phần loa bass này các bác nhá. Các bác vừa vặn và vừa lắng tai nghe, bao giờ nó đủ thì các bác dừng lại nhá. Vâng, ok rồi, và bây giờ các bác hãy thưởng thức cái chất âm của nó nhé. Và các lưu ý này, tất cả các chiết áp ở trên con vang đều là hướng 12 giờ, nó sẽ đưa lại âm thanh trung thực nhất và chưa qua căn chỉnh gì nhiều đâu. Và các bác vừa được nghe thưởng thức qua cái chất âm đến từ dòng đẩy D4.12 qua cái mạch khuếch đại Class H. Thì cái tín hiệu mà nó xử lý thì cực kỳ là hay luôn các bác nhá. Tiếng bass mid chép phân biệt rất là rõ ràng, không hề bị lẫn các giải tần. Và nếu mà các bác khi mà nghe test loa ấy, các bác mà đeo thêm tai nghe thì các bác sẽ được nghe âm thanh nó trung thực rõ ràng hơn rất là nhiều. Đấy, thì cái dòng đẩy này, đây là một dòng đẩy cao cấp đến từ thương hiệu DB Acoustic, thì lên cái chất âm của nó thì không chê vào đâu được các bác ạ. Và cái mức bảo hành của con đẩy này bên em đang bảo hành là. Và tiếp theo thì em sẽ sử dụng cái dòng mic DM3.0. Sau khi mà test cái chất nhạc của nó thì bên em sẽ test thêm cả cái phần âm của mic. Thì khi mà test chất âm của mic, nó đưa qua cái dòng đưa qua cái mạch khuếch đại Class H thì cái âm thanh, cái âm giọng của mình khi đi qua nó còn trung thực không, tiếng nó có ấm, có sáng không, nó có bị ấm quá hay sáng quá không các bác, nó có chân thực không, và cái tiếng vang nhại của nó có bị móp méo hay không. Thì ở đây em sẽ cắm qua con vang các bác nhá. Và tất cả các nút chiết áp ở trên con vang em vẫn để ở hướng 12 giờ, không căn chỉnh gì thêm. Và khi ở cái phần effect này thì em sẽ để về không, tức là chưa có phần echo vang nhại, và em sẽ chỉ để cái tiếng mic mộc thôi để nghe âm thanh trung thực nhất. Và em sẽ alo thử các bác nhá. Các bác nghe cái giọng ở ngoài của em và cái giọng sau khi em nói qua cái loa thì nó xem có khác nhau nhiều không nhá. Alo 567 alo. Và bây giờ em đang nói qua loa này. Ở đây em đang dùng cái con loa CAVS full 30 các bác nhá. Loa full 30 CAVS. Alo 567 alo. Và cái tiếng của em khi mà nói ở ngoài so với nói khi qua mic thì nó không khác nhau gì cả. Tức là cái độ trung thực của âm thanh nó rất là tốt. Alo 567 alo 1 2 3 4 567. Cái tiếng mic nó rất là ấm các bác nhá.
tiếng mic ấm và cái phải bát mic chép nó phân biệt tách rõ ràng, nó không hề bị lẫn các giải tần vào với nhau. Và bây giờ em sẽ vặn thêm cả phần echo lên hướng khoảng 12 giờ để cùng test xem là cái tiếng vang nhại sau đó của nó có bị móp méo tiếng hay không. Alo, 6, 7, alo, 5, 6, 7, alo, 5, 6, 7, alo, 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 5, 6, 7. Và các bác có thể nghe là cái tiếng vang nhại của nó rất là tròn tiếng các bác nhé, không hề bị móp méo. Tức là cái mạch khuếch đại xử lý tín hiệu Class H này làm việc rất là tốt. Và nếu mà các bác muốn quan tâm chi tiết hơn về cái dòng đẩy cao cấp đến từ thương hiệu DBA Acoustic này thì các bác hãy liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988 646 683 các bác nhé. Và đây là một cái dòng đẩy cao cấp, giá bán của nó khi mà công khai ở trên mạng này thì sẽ được nhà hãng quản lý rất là chặt chẽ. Thì em sẽ nói qua cái giá của nó một lần nữa là cái con giá đó, giá của cái dòng đẩy D4.12 là khoảng dưới 13 triệu các bác nhé. Để mà biết, để mà muốn cái giá tốt hơn ý, cái giá tốt nhất thì các bác hãy liên hệ qua số hotline của bên em là 0988 646 683. Và cái clip này là bác khách có lấy hai con đẩy cao cấp, một con là 4.15 của PS Audio là dòng đẩy em đang để ở đây. Đấy. Và một cái con đẩy em đang hiện tại em vừa mới test xong đó là cái con D4.12 của DBA Acoustic. Thì nếu mà bác nào muốn quan tâm thì các bác hãy xem tiếp clip sau là em sẽ test cái dòng đẩy SLA 4.15 của PS Audio. Còn cái clip mà test cái đẩy D4.12 thì em xin phép em sẽ dừng ở đây các bác nhé. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Đây là một cái sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu DBA Acoustic, thế nên là cái giá công khai ở trên mạng thì được nhà hãng quản lý rất là chặt chẽ các bác nhá. Và cái giá công khai thì em xin thông báo ở đây là nó dưới 13 triệu đồng. Và nếu bác nào quan tâm đến sản phẩm này, muốn biết chi tiết hơn và muốn được cái giá tốt nhất thì các bác hãy liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988 646 683. Em là bên Lương Thanh. Thì các bác liên hệ với bên em thì bên em sẽ đưa ra cái mức giá cực kỳ là hợp lý và đẹp nhất cho các bác.